Cô chào tất cả các em. Hôm nay, cô chào chúng ta lại bước vào chương trình học trực tuyến bộ môn ngữ văn chính. Phân môn tập làm văn với bài đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự. Ở mục tiêu cần đạt, cô sẽ giúp các em hiểu được thế nào là đối thoại, thế nào là độc thoại và độc thoại nội tâm, đồng thời thấy được tác dụng của chúng trong văn bản tự sự. Rèn luyện kỹ năng nhận diện và kết hợp các yếu tố này trong khi đọc cũng như khi viết văn tự sự. Trước khi vào bài mới, cô chào chúng ta cùng điểm qua bài cũ. Các em hãy đặt 6 ví dụ về những sự vật hiện tượng được gọi tên theo cách dựa vào đặc điểm riêng biệt của chúng. Đây là mực, một loại động vật ở biển, thân mềm, chân ở đầu có hình tua và có túi chứa chất lỏng đen như mực. Gấu chó, một loại gấu cỡ nhỏ, tai nhỏ, lông ngắn và có gương mặt giống những chú chó. Chè móc câu, hay ở miền Nam còn gọi là trà móc câu, là một loại trà búp ngọn, cánh răng nhỏ và cong như hình lưỡi cong. Cà tím là một quả cà tròn màu tím hoặc nửa tím, nửa trắng. Đây là cá kim, một loại cá biển mỏ dài và nhọn như những cây kim. Quả ớt nhỏ và khi chín thường chỉ thẳng lên trời, ta gọi đó là ớt chỉ thiên. Giờ đây, cô trò chúng ta cùng bước vào bài mới. Các em thân mến, trong một tác phẩm tự sự không thể thiếu nhân vật, và nhân vật được miêu tả trên nhiều phương diện, từ ngoại hình, hành động, trang phục mà các em đã được tìm hiểu ở lớp 6, 7 và 8. Ở lớp 9, các em sẽ xem xét nhân vật ở phương diện ngôn ngữ đối thoại và ngôn ngữ độc thoại. Trong độc thoại có độc thoại thành lời và độc thoại nội tâm. Chính ngôn ngữ là một phương tiện nghệ thuật để các nhà văn khắc họa tính cách và phẩm chất nhân vật khá rõ nét. Qua ngôn ngữ, ta hiểu được nhân vật như đại thi hào Nguyễn Du khi khắc họa bản chất con buôn cục cằn thô lỗ huênh hoang của Mã Giám Sinh khi đến xin cưới Kiều. Hỏi tên rằng Mã Giám Sinh, hỏi quê rằng huyện Lâm Thành cũng gần, ghế trên ngồi tót sổ sàng, cò kè bớt một thêm hai, giờ lâu ngã giá vào ngoài 400. Để hiểu rõ hơn các yếu tố và các tác dụng của các yếu tố này trong việc khắc họa nhân vật và biết vận dụng trong bài viết của mình, cô trò chúng ta cùng bước vào bài học. Các em quan sát, lắng nghe và ghi chép vào vở bài học. Một la mã, tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự. Một nhỏ ví dụ, các em cùng cô dở sách giáo khoa trang 176, 177 và cùng đọc đoạn trích. Có người hỏi, sao bảo làm chợ giàu tinh thần lắm cơ mà? Ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy. Ông hai trả tiền nước đứng dậy chèn chẹp miệng, cười nhạt một tiếng, vươn vai nói to. Nắng gớm, về nào! Ông lão vờ vờ đứng lảng ra chỗ khác rồi đi thẳng. Tiếng cười nói xôn xao của đám người mới tản cư lên ấy vẫn dõi theo. Ông nghe rõ cái giọng chua lanh lảnh của người đàn bà cho con bú. Cha mẹ tiên sư nhà chúng nó, đói khổ ăn cắp trong chợ bắt được người ta còn thương. Cái sóng vịt gian bắn nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát. Ông hai cúi gằm mặt xuống mà đi. Ông thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà. Về đến nhà, ông hai nằm vật ra giường. Mấy đứa trẻ thấy bố hôm nay có vẻ khác. Len lét đưa nhau ra đầu nhà chơi sập chơi sụi với nhau.
Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ dàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làm việc gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tủi đầu. Ông lão nắm chặt hai tay lại mà rít lên. Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái sống việc gian bán nước để nhục nhã thế này. Vậy trong ba câu đầu của đoạn trích, ai nói với ai và tham gia câu chuyện có ít nhất mấy người? Dấu hiệu nào cho ta thấy đó là một cuộc trò chuyện trao đổi qua lại? Chúng ta dễ dàng nhận ra hai câu đầu tiên. Sao bảo làng chợ giàu tinh thần lắm cơ mẹ? Ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy. Những câu mở đầu đoạn trích cho thấy có ít nhất hai người phụ nữ tản cư đang nói chuyện với nhau. Và cả hai người tham gia trong cuộc hội thoại đều nói về làng chợ giàu. Dấu hiệu cho biết điều đó vì có hai lượt lời qua lại. Và nội dung nói của mỗi người đều hướng tới người tiếp chuyện. Hình thức thể hiện trong đoạn văn bằng hai gạch đầu dòng. Đó là hai lượt lời qua lại. Và như thế ta nhận ra, đây chính là đối thoại. Vậy, trong văn bản tự sự, đối thoại cũng mang đặc điểm như đối thoại hàng ngày. Nhưng tất cả các yếu tố phi ngôn ngữ như cử chỉ, điệu bộ đều được miêu tả bằng lời. Câu "Ha, nắng gớm, về nào" là ông hai nói với ai? Đây có phải là một câu đối thoại hay không? Vì sao? Chúng ta nhận ra đây không phải là đối thoại. Bởi nội dung ông hai nói không hướng tới một người tiếp chuyện cụ thể nào cả. Ông chỉ nói giữa trời, cũng chẳng liên quan đến chủ đề mà hai người đàn bà tản cư đang trao đổi. Hơn nữa, sau câu nói to của ông chẳng có ai đáp lại. Thực ra, ông lão nói với chính mình một câu bâng quơ. Ông đánh trống lảng để tìm cách thoái lui. Bởi sự ngại ngùng, tự ti, xấu hổ khi biết ông là người làm chợ giàu. Và đó chỉ là một lời độc thoại. Vậy khác hẳn với đối thoại. Độc thoại là sự thể hiện lời nói trước hết hướng tới bản thân mình, mà không tính đến phản ứng của người đối thoại. Độc thoại được đặc trưng bởi một cú pháp phức tạp hơn và thể hiện nội dung theo chủ đề rộng hơn so với đối thoại. Vậy thì trong đoạn trích còn có câu nào kiểu này hay không? Em hãy dẫn ra các câu đó. Các em dễ dàng nhận ra, đó là câu chúng bay ăn miếng cơm hay ăn miếng gì vào mồm mà đi làm cái sống việc gian bán nước để nhục nhã thế này. Vậy những câu tiếp theo, chúng nó cũng là trẻ con làm việc gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tủi đầu. Là những câu ai hỏi ai? Và tại sao trước những câu này lại không có gạch đầu dòng như những câu đã nêu ở điểm A và B? Những câu trên là những câu nói của ông hai hỏi chính mình. Thật ra, những câu hỏi này không phát ra thành tiếng, mà chỉ âm thầm diễn ra trong suy nghĩ và tình cảm của ông hai. Chúng thể hiện tâm trạng dằn vặt, đớn đau của ông trong những giây phút khi nghe tin làng chợ giàu của ông theo giặc. Vì không thốt ra thành lời, chỉ nghĩ thầm, nên không có gạch đầu dòng. Và đó là những câu độc thoại nội tâm. Tuy cùng hướng tới bản thân mình, nhưng trong độc thoại lại có hai hình thức biểu hiện.
đọc thoại thành lời, thành tiếng, và đọc thoại chỉ diễn ra trong suy nghĩ, nói thầm với chính mình. Trong trường hợp này, chúng ta vừa biết đó là đọc thoại nội tâm. Vậy hình thức đọc thoại và nhất là đọc thoại nội tâm sẽ giúp cho tác giả thể hiện được những diễn biến tâm lý hết sức phức tạp trong thế giới nội tâm của con người, đặc biệt là con người hiện đại. Và chính vì vậy, hình thức này chúng ta thấy được vận dụng phổ biến trong văn học hiện đại. Vậy các em cùng tiếp tục theo dõi các hình thức diễn đạt trên có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện diễn biến của câu chuyện và thái độ của những người tản cư trong buổi trưa ông hay gặp họ. Đặc biệt, chúng sẽ giúp nhà văn thể hiện thành công những diễn biến tâm lý của nhân vật ông hai như thế nào. Chúng ta thấy các hình thức diễn đạt trên có tác dụng trong việc thể hiện diễn biến của câu chuyện, sẽ làm cho câu chuyện sẽ có không khí như cuộc sống thật, bởi thể hiện thái độ căm giận của những người tản cư đối với dân làng chợ giàu. Và cũng từ đó sẽ tạo tình huống để đi sâu vào nội tâm của nhân vật. Những hình thức đọc thoại và đọc thoại nội tâm sau đó sẽ giúp nhà văn khắc họa được sâu sắc tâm trạng dằn vặt, đau đớn khi nghe tin làng chợ giàu, cái làng mà ông hai luôn lấy làm tự hào và hãnh diện của ông giờ đây theo giặc. Nghĩa là sẽ làm cho câu chuyện trở nên sinh động hơn. Các em và cô vừa tìm hiểu xong đối thoại, đọc thoại và đọc thoại nội tâm. Vậy, đọc thoại nội tâm là những hình thức quan trọng để thể hiện nhân vật trong một văn bản tự sự. Nếu đối thoại là hình thức đối đáp, trò chuyện giữa hai hoặc nhiều người trong văn bản tự sự, đối thoại được thể hiện bằng cách gạch đầu dòng ở đầu lời trao và lời đáp. Mỗi lượt lời là một lần gạch đầu dòng. Đọc thoại là lời của một người nào đó nói với chính mình hoặc nói với một ai đó trong tưởng tượng. Và trong văn bản tự sự, khi người đọc thoại nói thành lời thì phía trước câu nói có gạch đầu dòng. Còn khi không thành lời thì không có gạch đầu dòng. Và trường hợp sau ta gọi đó là đọc thoại nội tâm. Các em cùng cô khắc sâu lại một lần nữa. Ở đọc thoại và đọc thoại nội tâm, điểm giống nhau đó là lời của một người nào đó nói với chính mình hoặc ai đó trong tưởng tượng. Và với đọc thoại, điểm khác nhau đó là nói thành lời và dấu hiệu là có dấu gạch ngang ở đầu dòng. Ở đọc thoại nội tâm thì sẽ không nói thành lời, chỉ diễn ra trong suy nghĩ và sẽ không có gạch đầu dòng. Để củng cố lại kiến thức vừa tìm hiểu, chúng ta cùng bước sang phần 2 la mã luyện tập. Ở bài tập 1, phân tích tác dụng của hình thức đối thoại trong đoạn trích sau đây. Mãi khuya, bà hai mới chống gối đứng dậy. Bà lẳng lặng xuống bếp, châm lửa ngồi tính tiền hàng. Vẫn những tiền cua, tiền bún, tiền đỗ, tiền kẹo. Vẫn cái giọng rì rầm thường ngày. Này, thầy nó à, ông hai nằm rũ ra ở trên giường không nói gì. Thầy nó ngủ rồi à? Gì? Ông lão khẽ nhúc nhích. Tôi thấy người ta đồn. Ông lão gắt lên. Biết rồi. Bà hai nín bặt. Sang nhà lặng đi, hiu hắt. Vậy, ở bài tập 1,
trong chuyện ngắn làng của Kim Lân. Trước hết ta thấy cuộc đối thoại diễn ra không bình thường giữa vợ chồng ông hai. Có ba lượt lời treo, đó là lời của bà hai. Nhưng chỉ nhận lại hai lời đáp của ông hai. Lời thoại đầu của bà, ông hai không đáp, nằm rũ ra ở trên giường không nói gì. Câu hỏi thứ hai của bà được ông khe khẽ nhúc nhích đáp lại bằng câu hỏi với bà với một từ gì. Lần thứ ba, ông cũng chỉ đáp lại lời bà bằng một câu cụt lủn giọng gắt lên, biết rồi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy tái hiện lại cuộc đối thoại này. Tác giả đã làm nổi bật được tâm trạng chán chường, buồn bã, đau khổ và thất vọng của ông hai trong cái đêm nghe tin làng mình theo giặc. Bài tập 2, viết một đoạn văn kể chuyện theo đề tài tự chọn, trong đó có sử dụng cả hình thức đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm. Các em sẽ về nhà làm cho cô. Giờ đây chúng ta sẽ ứng dụng một bài tập bổ sung khác. Các em hãy cho biết tác dụng của hình thức độc thoại nội tâm trong đoạn trích sau. Chao ôi, đối với những người ở quanh ta, nếu không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi. Toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn. Không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương. Không bao giờ ta thương. Vợ tôi không ác, nhưng thì khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu. Khi người ta khổ quá, thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỷ che lấp mất. Tôi biết vậy nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận. Đây là một đoạn trích trong tác phẩm Lão Hẹt của Nam Cao. Các em thấy tác dụng của hình thức độc thoại nội tâm trong đoạn trích này. Đây chính là lời của ông giáo. Ông cảm thông cho người vợ tội nghiệp của mình khi mọi người nghĩ sai về cô ấy. Các em ghi chép một số hướng dẫn về nhà. Các em xem lại bài học và làm bài tập. Xem trước bài luyện nói, tự sự kết hợp với nghị luật và miêu tả nội tâm. Soạn các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 179. Các em thân mến, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Cô chúc các em luôn khỏe để theo dõi và học bài trực tuyến cho tốt nhé. Thân ái, chào các em.